Chất bạc trong những ngày chờ đợi cuối cùng mình đã mang hàng chiếc Sotax 070 AMP Extreme Edition đây. Dòng 1070 này là dòng loại mới nhất của Nvidia, rất là mắc. Và đây dùng cái chỉnh Pascal và công nghệ nhảy vọt từ 26 nm xuống 42 nm. Cái bản Extreme Edition này là cái bản xuân sẵn của so với bản 1070 AMP bình thường. Thì đặc biệt là cái bản Extreme này nó sẽ có 3 quạt và mặt lưng của nó sẽ có dòng Push the Limit, và ta thấy là cái hộp rất là to. Cái bề dày của nó có bằng cái tay xin mặt đây sẽ là Big Tower con C400C. Đây mình sẽ mở cái hộp này ra xem bên trong có gì. Cái chiếc kẹp này mình cũng chưa nhận cái ngoài đời được. Đây có loại tiền của mình đang ở hộp. Bên trong đốt vỏ màu vàng, một cái hộp đen, trên cái hình chữ số 8. Mình sẽ tiếp tục. Dưới lớp mút Agila phần chứa kẹp chúng ta ở đây có hai cái đầu chuyển nguồn từ hai cổng số pin cổng 8 pin. Chiếc kẹp bây giờ thì máy xung lên nó sẽ cần tới hai cái cổng 8 pin cho thiết bị. Đây chiếc kẹp chúng ta rất là lớn. Có tới 3 cái quạt. Và đặc biệt của các cái Sotax này đó chính là các cái hệ thống điện gồm có 4 đèn 4 góc. Cái đèn ở đây có chữ Sotax Push Limit cùng cái nhập Push Limit sau lưng này. Ba vị trí đèn này đều có thể chỉnh màu RGB tùy ý mình. Đây là phần tem siêu. Còn đèn này đó là bạn chưa cứ cả chưa bao giờ sử dụng hoặc chưa quay được. Đây là vị trí của hai cổng nguồn 8 pin, cái đèn led bên dưới hoạt động. Ở cái chân ngheo thì có một cái miếng cao su để tránh reset. Đây mình dùng cổng HDMI, chỉ ở cổng HDMI thôi. Cổng một. Mình sẽ bóc siêu luôn. Dài, độ dài của nó là khoảng 32.5 cm. Bự nhất mình từng thấy. Rồi xin cảm ơn các bạn. Mình sẽ lắp case của mình và giới thiệu case của mình luôn vào dịp sau. Bye bye.